Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Xin chào khán giả của kênh truyền hình CNN. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện với cựu Tổng thống nước Mỹ, ngài Bill Clinton. Xin chào ngài, ngài có thể cho chúng tôi biết ngài đã có chế độ ăn uống như thế nào mà giảm được số cân nhiều như vậy? Câu trả lời của tôi là tôi đã thực hiện chế độ ăn chay. Tôi chỉ ăn các loại đậu, rau củ và trái cây. Tôi uống thực phẩm bổ sung protein vào mỗi buổi sáng. Tôi không dùng các loại bơ sữa. Tôi uống sữa hạnh nhân pha với trái cây và bột protein. Vì vậy tôi có đủ chất đạm khi bắt đầu một ngày mới. Tôi đã thay đổi hoàn toàn với chế độ ăn mới và đã sụt được gần 11 kg, trở về đúng với số cân nặng lúc mà tôi đang học ở trường trung học. Nhưng tôi làm thế với mục đích khác. Tôi cũng muốn được giảm cân, nhưng chưa bao giờ nghĩ là sẽ đạt được kết quả như thế. Tôi ăn chay là vì tôi đã phải đặt dụng cụ thông mạch vào tim. Những ống tĩnh mạch của tôi đã quá yếu và mỏng. Sau đó, tôi lại phải làm phẫu thuật tim vì một động mạch bị tắc nghẽn, là do cholesterol tích tụ trong mạch. Thật may là tôi có thể đặt ống thông mạch thuận lợi. Tôi không muốn nó xảy ra một lần nữa. Vì thế mà tôi đã nghiên cứu và đọc được rằng 82% người đã ăn toàn thực vật trong một cuộc thí nghiệm năm 1986, không dùng các chất bơ sữa, không ăn các loại thịt heo hay thịt gà. Nếu tôi có thể làm như thế, giống như 82% nhóm người đó, thì sẽ chữa hết các bệnh tắc nghẽn động mạch. Phong trào này đã được lãnh đạo bởi một bác sĩ tên là Canwell Eisenstein tại Bệnh viện Cleveland Dean Onis, bạn biết đó, ở California. Các bác sĩ Colin và Thomas, hai cha con họ đã viết The China Study cùng với sự hợp tác của một số người khác. Bây giờ, chúng ta đã có được bằng chứng được chứng thực qua 25 năm. Vì thế, tôi nghĩ mình sẽ trở thành một phần cho thí nghiệm này kể từ khi tôi có ý định sẽ giảm cân để đi dự đám cưới của con gái tôi, Chelsea. Tôi sẽ có được một sức khỏe tốt nếu tôi là một người có cơ chế tự làm sạch, và các bạn cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Xin cảm ơn ngài, chúc ngài luôn khỏe mạnh và có được những đứa cháu thật dễ thương. Vâng, xin cảm ơn. Tôi cũng đang rất mong muốn điều đó. Tôi và gia đình của Hillary đang sống rất hạnh phúc. Và chúng tôi cũng đang rất mong muốn có thêm những thiên thần nhỏ trong gia đình.